điểm lạ trên súng trường tấn công TAP-20 mới cứng của Nhật Bản. TAP-20 sẽ là súng trường tiêu chuẩn mới của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Với thiết kế hiện đại, hỏa lực mạnh cùng khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, TAP-20 được coi là một trong những dòng súng trường tấn công tốt nhất thế giới. Sau các thử nghiệm khắt khe, Nhật Bản đã quyết định chọn súng trường tấn công TAP-20 để trang bị cho lực lượng phòng vệ của mình. Quyết định của lực lượng phòng vệ Nhật Bản được thông báo vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 sau một buổi trình diễn về súng trường tấn công TAP-20. TAP-20 do hãng thiết kế vũ khí nổi tiếng HAL Machinery sản xuất. Súng này sẽ thay thế súng TAP-89 có trong trang bị các lực lượng phòng vệ Nhật Bản từ cách đây 31 năm. Súng mới được chọn trong một cuộc tuyển chọn có sự tham gia của súng tấn công Skyler của hãng FNHRSTAL và HK-416 của hãng Heckler và Koch. Được biết, súng TAP-20 bắn đạn tiêu chuẩn 556x45mm NATO được Kazuharu Kuroda thiết kế cho lục quân lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Từ năm 2015, sau 5 năm phát triển và trải qua những thử nghiệm hết sức gắt gao, TAP-20 đã chính thức được đưa vào biên chế. Theo kế hoạch của giới chức quân sự Nhật Bản, lô súng TAP-20 đầu tiên với số lượng 3.283 khẩu sẽ được sản xuất và trang bị ngay trong năm nay. Theo kế hoạch của giới chức quân sự Nhật Bản, lô súng TAP-20 đầu tiên với số lượng 3.283 khẩu sẽ được sản xuất và trang bị ngay trong năm nay. TAP-20 là súng tấn công thiết kế dạng Maru và được trang bị gã bảo vệ Mlock có thể điều chỉnh. Kính ngắm quang học Mars-S Compact 18x24mm. Đáng chú ý là có một số chi tiết nhập khẩu như băng đạn, bán súng, chân súng và bộ gá phóng lựu Beretta VLX 160-40mm. Súng trường mới có khả năng chống nước cao hơn và được chế tạo để sử dụng cho các hoạt động đổ bộ trên quần đảo Nancy, nơi gần đây các hành động hải quân của Trung Quốc gia tăng. Số súng TAP-20 sẽ ưu tiên để trang bị cho lữ đoàn lưỡng cư triển khai nhanh. Với thiết kế hiện đại, hỏa lực mạnh cùng khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, TAP-20 sẽ là một trong những dòng súng trường tấn công tốt nhất thế giới.